Xin chào các bạn, tiếp tục với những câu chuyện về địa lý, văn hóa và lịch sử. Đây là câu chuyện về quần đảo Maldives, hay trong tiếng Việt đôi khi chúng ta vẫn còn gọi là Maldives. Một trong những đất nước đã định nghĩa lại khái niệm thế nào là thiên đường. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Trước hết thì cần phải biết quần đảo Maldives nằm ở đâu và nó thuộc đất nước nào, hay đây là một quốc gia độc lập. Maldives là thiên đường du lịch nằm ở phía nam của Ấn Độ và cách khoảng 700 km về phía tây nam của Sri Lanka. Quần đảo này bé đến nỗi khi soi bản đồ Google Maps, nếu không tính mắt thì bạn cũng chẳng thể nhìn thấy. Đảo Maldives gồm có 26 đảo san hô bao vòng tròn một lãnh thổ, gồm có tổng cộng là 1.192 đảo nhỏ. Khoảng 200 đảo trong số này có các cộng đồng dân cư sinh sống. Và có hơn 80 đảo là các đảo tư nhân, nơi có rất là nhiều khu nghỉ dưỡng. Phần còn lại hoặc là quá nhỏ để có thể duy trì một cuộc sống ở trên khu đảo đấy, hoặc là quá xa để có thể thực hiện được một dự án nào đấy. Maldives thì có diện tích bé nhỏ chỉ với 298 km², tức là bằng một nửa diện tích của thủ đô Hà Nội chúng ta. Đây là đất nước bé nhất tại châu Á. Và dân số của họ chỉ là khoảng 530.000 người mà thôi, tương đương với dân số của 1-2 quận của thủ đô Hà Nội cộng lại. Đây là quốc gia Hồi giáo nhỏ nhất châu Á, cũng như quốc gia Hồi giáo nhỏ nhất thế giới. Và Maldives thì không chia sẻ biên giới đất liền với bất kỳ một quốc gia nào. Những quốc gia gần Maldives nhất theo mặt đại dương đó là Sri Lanka và Ấn Độ, như đã nói, khoảng cách là 1 giờ bay. Nếu như chúng ta đi từ Malaysia, từ Singapore và Thái Lan đến Maldives thì mất khoảng 5 giờ bay. Và cũng cần phải lưu ý thêm rằng có đến 99% diện tích của Maldives là nước, có nghĩa là chỉ 1% thực sự là đất mà thôi. Và trên đảo chỉ có hai hồ nước ngọt, không có đồi và cũng chẳng có núi. Chính bởi vậy nên Maldives nhận thấy rằng du lịch là cách lớn nhất để thúc đẩy kinh tế phát triển của đất nước mình. Và có tới 99% các mặt hàng gia dụng tại Maldives được nhập khẩu từ những quốc gia khác. Chúng ta hãy quay trở lại một chút với câu chuyện lịch sử của Maldives. Thì Maldives giành được độc lập và chủ quyền từ Vương quốc Anh vào năm 1965 và từ đó họ trở thành một quốc gia độc lập. Gần một thập kỷ sau thì họ đã chào đón những du khách đầu tiên. Và cái thời điểm bấy giờ, đi ra giữa Ấn Độ Dương mà du lịch tại nơi hầu như chưa ai đặt chân tới ngoài những người bản địa là một điều điên rồ. Chẳng có bến tàu, các khách du lịch từ tàu thuyền phải xuống lội nước để đi vào bờ. Và có một sự thật khác với Maldives là nó thực sự được thành lập bởi một hoàng tử Ấn Độ khi đã bị lưu đày. Đó là câu chuyện vào những năm 270 trước công nguyên. Cái câu chuyện này thì nghe khá giống với câu chuyện Mai An Tiêm ở Việt Nam, cũng đi ra đảo, nhưng sau đó thì Mai An Tiêm đã tìm ra quả dưa hấu và trở lại đất liền. Có lẽ cụm từ ra đảo mà cộng đồng mạng Việt Nam hay sử dụng cũng bắt nguồn từ những câu chuyện như thế này. Chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chính, đó là Maldives. Nói một chút về quốc kỳ của họ. Quốc kỳ của Maldives được tạo ra từ một hình chữ nhật lớn màu đỏ với một hình tam giác màu xanh lá cây nhỏ bên trong. Màu đỏ luôn thể hiện sự dũng mãnh của những anh hùng dân tộc Maldives, trong khi màu xanh lá cây tượng trưng cho hòa bình và thịnh vượng. Một hình lưỡi liềm màu trắng nằm chính giữa trong hình chữ nhật màu xanh lá cây để tượng trưng cho mối liên kết của Maldives với đức tin Hồi giáo. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy một điểm trùng hợp như thế này. Hầu hết tất cả những quốc gia Hồi giáo đều sử dụng màu xanh lá cây và cả màu trắng trên quốc kỳ của mình. Màu xanh lá cây được nhắc đến trong Kinh Koran khi diễn tả quang cảnh xanh tươi màu mỡ với những vườn hoa, với những cây trái và y phục của cư dân ở thiên đàng qua những lời của Kinh Koran. Nói tóm lại thì với cộng đồng người Hồi giáo, màu xanh lá cây tượng trưng cho thịnh vượng và hạnh phúc. Du khách đến với Maldives thì đều phải tuân thủ những quy định địa phương, những truyền thống khắt khe của luật Hồi giáo. Tuy nhiên ít ai biết rằng, ban đầu Maldives lại là một quốc gia theo đạo Phật. Và chỉ đến thế kỷ 12 thì Maldives mới chuyển thành quốc gia theo đạo Hồi, khi mà những người Hồi giáo đã đến đây cùng với những thương gia. Giờ sẽ là câu chuyện chính, Maldives đã định nghĩa lại thiên đường như thế nào? Đi du lịch đến Maldives thì đầu tiên là bạn sẽ được ngắm sân bay nằm tại thủ đô của họ, một trong những thủ đô nhỏ nhất thế giới. Sân bay này thì được bao quanh bởi thiên nhiên phong phú và là nước trong xanh của Maldives. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Và khi đặt chân xuống thì sẽ không có siêu xe, không có cao tốc, bởi vì chỉ có đảo, đảo và đảo mà thôi. Thủ đô Maldives thì là một trong những thủ đô có diện tích bé nhất trên thế giới, nhưng xét về mật độ dân số thì lại rất lớn, bởi vì trên diện tích nhỏ bé của thủ đô này có đến hơn 153.000 người đang sinh sống. Một thành phố rất là nhộn nhịp với những loại hình dịch vụ, với rất là nhiều sản phẩm mà du khách có thể mua tại đây. Maldives thì không chỉ nổi tiếng với việc tắm biển, ngắm biển mà còn nổi tiếng hơn với việc lặn biển để khám phá những cái mạch đá ngầm, khám phá những dạng san hô, những các loài động vật dưới đáy biển.
Vì thế nên lặn biển ở Maldives là một trải nghiệm hàng đầu mà chắc chắn là các bạn cần phải thử. Cũng phải biết rằng nhờ cái việc phát triển du lịch nên là Maldives đã có một cái sự chuyển mình có thể coi là thần kỳ. Từ một cái đất nước chẳng có gì, có đến 99% diện tích là nước cơ mà, họ biệt lập và kinh tế kém thì họ đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đông đảo khách du lịch nhất trên thế giới. Ở đây thì đất nước này thường xuyên đón khoảng 1,7 triệu lượt khách du lịch mỗi năm và có đến 28% GDP của Maldives tới từ du lịch. Đây là mức đóng góp cao nhất trên thế giới, không một đất nước nào mà du lịch đóng góp GDP cao như Maldives cả. Khi mà người ta nghĩ rằng Maldives sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ảnh hưởng rất là lớn đến ngành du lịch, nhưng thực sự thì họ đã thoát khỏi cái bẫy này một cách cực nhanh. Bởi vì đất nước này gồm rất là nhiều đảo, bản thân đó cũng đã là một quá trình cách ly đầy tự nhiên rồi. Hình ảnh quen thuộc với Maldives sẽ là những rặng dừa với những bãi cát trắng mịn, trời thì xanh thẳm, mặt nước lăn tăn sóng nhỏ, chao ôi sao lại đẹp đến thế. Ở Maldives thì bạn có thể tìm thấy mọi hoạt động liên quan đến du lịch biển, tắm biển, tìm hiểu đánh bắt cá, câu cá, ngắm hoàng hôn, lặn biển ngắm san hô, bơi cùng cá mập, đến những trải nghiệm xa xỉ như là đi thủy phi cơ để ngắm toàn bộ đảo từ trên cao, thưởng thức bữa tối ở những nhà hàng sang trọng, vân vân và vân vân. Kể thôi cũng đã thấy thèm rồi. Ở Maldives thì có một câu nói như thế này, đó là hãy đến Maldives trước khi quá muộn. Hãy đến, nó không chỉ là một lời mời gọi đâu, mà nó là một lời cảnh báo. Cảnh báo điều gì ở đây? Đó là cảnh báo cái tình trạng nước biển đang dâng cao. Và Maldives là một quốc gia sẽ bị đe dọa rất lớn bởi tình trạng này. Theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness thì có đến 80% diện tích của Maldives nằm ở trên mực nước biển chỉ là 2 mét mà thôi. Và với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao như này thì Maldives có thể sẽ biến mất vào năm 2050. Đây không phải là một lời đe dọa suông. Ví dụ như là câu chuyện năm 2004 chẳng hạn. Thời điểm đó thì thảm họa động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương đã khiến Maldives phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Lúc bấy giờ đã có đến 20 hòn đảo của Maldives bị chìm xuống đáy biển và biến mất hoàn toàn, khiến người ta phải vẽ lại bản đồ của cả đất nước. Thời điểm đó thì chính quyền Maldives thậm chí còn đưa ra ý tưởng như thế này, đó là di cư toàn bộ dân số của quốc đảo này đi nơi khác. Song việc di cư khoảng 400.000 người dân ở thời điểm đó hoàn toàn là một phương án cực kỳ khó khăn, và di cư đi đâu thì người ta cũng chưa thể trả lời được. Chính quyền ở đây có một cách làm rất là hay để cảnh báo người dân về việc nước biển dâng cao. Năm 2009 thì vị tổng thống của Maldives đã chuyển một cuộc họp nội các xuống dưới đáy biển. Tổng thống cùng với rất là nhiều quan chức khác đã chuẩn bị những thiết bị lạ và có những cái chiếc bàn ở dưới đáy biển ký ở dưới đó thu hút cái sự chú ý của mọi người. À, nếu mà chúng ta không hành động thì sẽ đến một ngày nào đó cuộc sống là dưới đáy biển và đương nhiên là chẳng có một công cụ thiết bị gì hỗ trợ cả. Khi đó đồng nghĩa phải chết. Sau đây là một số sự thật thú vị về quốc đảo Maldives. Maldives là quốc gia phẳng nhất thế giới, với độ cao trung bình chỉ là 1,8 mét so với mực nước biển mà thôi. Đối thủ cạnh tranh gần nhất với Maldives là Qatar với độ cao trung bình là 28 mét. Ở đây chúng ta đang xét đến con số trung bình các bạn nhé. Nhưng mà ngay cả điểm cao nhất trên quốc đảo Maldives thì cũng cực kỳ thấp. Nếu ở những nước khác thì chúng ta dùng đến cái đơn vị là hàng nghìn mét thì điểm cao nhất của Maldives chỉ là 2,3 mét. Nghĩa là bạn chỉ cần rộng nhảy và đưa cánh tay của mình lên là đã chạm đến điểm cao nhất của quốc đảo Maldives này rồi, thật là không thể tin nổi. Sự thật thú vị tiếp theo đó là những bãi cát đặc biệt ở Maldives. Cát ở Maldives thì có màu trắng chứ không có màu vàng. Đó là một loại cát đặc biệt, chỉ chiếm 5% tổng lượng cát trên thế giới này thôi, bởi vì phần lớn lượng cát trên thế giới là thạch anh. Sự thật thú vị tiếp theo về sinh vật biển phong phú, nhất là các loài cá heo và cá voi. Đương nhiên, với một quốc đảo mà diện tích chủ yếu là nước như Maldives, thì các loài sinh vật biển là một điều cực kỳ phong phú. Trong đó thì người ta thống kê được rằng nơi đây là ngôi nhà của khoảng 1.500 đến 2.500 con cá voi và cả cá heo nữa sống ở quanh những cái dạng san hô. Và không những vậy, Maldives còn nổi tiếng với loài cá lớn nhất thế giới, cá mập voi, dài từ 5,5 m cho đến 10 m. Tiếp tục với một sự thật về thiên nhiên, loài cây biểu tượng của Maldives đó chính là cây dừa. Cây dừa chính là cây được trồng chủ yếu ở quốc đảo này. Cây dừa cho bóng mát, cho quả, cho nước, và gần như là người ta có thể sử dụng mọi bộ phận ở trên cây dừa để phục vụ cho cuộc sống của mình. Những sự thật thú vị tiếp theo sẽ liên quan đến con người và văn hóa. Có đến 98% cư dân Maldives là những người đọc thông viết thạo, họ là những người biết chữ. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của Maldives, bởi vì chúng ta biết rằng họ nằm trên giải rác khoảng 200 đảo, nên cái việc thống nhất cái hệ thống giáo dục, cái việc đi học là điều vô cùng khó khăn. Và Maldives thì có một ngày cuối tuần khác biệt. Ở phương Tây thì những ngày cuối tuần của chúng ta là thứ Bảy và Chủ nhật,
như ở Maldives, các ngày cuối tuần là thứ 6 và thứ 7 và chủ nhật sẽ là ngày đầu tiên ở trong tuần. Nếu các bạn thường xuyên đến với những đất nước Hồi giáo thì đây cũng không còn là điều xa lạ nữa. Sự thật thú vị cuối cùng chắc chắn sẽ khiến các bạn phải bất ngờ. Đây là đất nước với tỷ lệ ly hôn kỷ lục. Sách kỷ lục Guinness đã công nhận Maldives có tỷ lệ ly hôn cao gấp đôi so với Hoa Kỳ. Một nghiên cứu cũng ước tính được rằng phụ nữ Maldives trung bình đã ly hôn 3 lần trước khi bước sang tuổi 30. Những người ngoại tình ở Maldives thì sẽ bị đưa ra công chúng hoặc là đánh đòn roi. Trên thực tế là phần lớn những người bị quất roi là phụ nữ. Một thống kê vào năm 2006 chỉ ra rằng trong năm này thì 184 người phụ nữ đã bị quất roi và con số của những người đàn ông thì sao? Chỉ có 38 người mà thôi. Hầu hết những người đàn ông bị cáo buộc đều phủ nhận và họ được tha, chứ không phải là họ ngoan hơn những người phụ nữ. Đây quả thật là một điều cực kỳ đặc biệt với tỷ lệ ngoại tình cao kỷ lục ở một đất nước được lựa chọn như một điểm đến của tuần trăng mật với tất cả các cặp đôi trên thế giới. Ai cũng ao ước để đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật của mình. Đó cũng là điểm kết của câu chuyện ngày hôm nay về hành trình đến với Maldives, quốc đảo nhỏ bé nhất tại châu Á. Nhưng họ đã định nghĩa lại khái niệm thiên đường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.